Mời bà con, quý vị và các bạn theo dõi chương trình Vàng trong đất của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay: gương nông dân ở phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa làm giàu từ nghề nuôi ong; mục nhà nông cần biết sẽ hướng dẫn bà con kỹ thuật ấp trứng vịt bằng máy. Trước hết, mời bà con, quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Vụ đông xuân 2019-2020 được dự báo sẽ diễn ra trong điều kiện sản xuất ấm, nhiệt độ cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 0,5 đến 1,5 độ C, nên thời gian sinh trưởng phát triển của cây trồng sẽ rút ngắn. Trên cơ sở đó, ngành nông nghiệp Thanh Hóa đang chỉ đạo các địa phương căn cứ tình hình để có lịch thời vụ hợp lý theo nguyên tắc để lúa phân hóa đồng và chỗ gặp thời tiết thuận lợi, tránh được rét khi lúa phân hóa đồng, tránh lụt tiểu mãn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa khuyến cáo các địa phương sử dụng nhóm giống lúa thuần chất lượng cao và lúa lai năng suất cao chất lượng khá. Thanh Hóa phấn đấu vụ đông xuân năm nay sẽ gieo trồng 116.000 ha lúa, năng suất đạt 64 tạ trên 1 ha, sản lượng 742,4 nghìn tấn. Thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp đến năm 2020, định hướng năm 2025 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững, Thanh Hóa tập trung phát triển 20 sản phẩm nông nghiệp có lợi thế. Tuy đa dạng, phong phú về số lượng và chủng loại, song sản phẩm nông nghiệp của Thanh Hóa còn bộc lộ nhiều hạn chế. Phần lớn, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp chưa đáp ứng được các yêu cầu, số lượng sản phẩm có thương hiệu ít. Nguyên nhân chính vẫn là do quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, mang tính chất thủ công, thiếu sự liên kết và thiếu đầu tư về khoa học kỹ thuật, công nghệ, vốn, nguồn nhân lực, công tác xúc tiến thương mại. Mặt khác, định hướng và phát triển sản phẩm lợi thế ở một số địa phương còn lúng túng. Do vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa đang chỉ đạo các địa phương rà soát thực tế, chú trọng đầu tư phát triển theo nhóm 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh giai đoạn 2019-2023 nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Sau 8 năm thực hiện nghị quyết số 04 của Đảng ủy xã về việc vận động nhân dân dồn điền đổi thửa, chuyển đổi sản xuất trên những thân ruộng bỏ hoang, đến nay, xã Nga Tân, huyện Nga Sơn đã chuyển đổi được 120 ha sản xuất nông nghiệp năng suất thấp sang trang trại. Trong đó có 85 hộ đã tham gia tích tụ, tập trung đất đai và đầu tư hơn 10 tỷ đồng để nạo vét ao, cải tạo đồng đất làm trang trại nuôi trồng thủy sản, cây ăn quả các loại. Bên cạnh đó, huyện xã đã hỗ trợ kinh phí nạo vét các tuyến kênh trong vùng, điều tiết nước phục vụ các hộ sản xuất, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi. Nhờ đó, các trang trại đều làm ăn có lãi, cho thu nhập bình quân trên 200 triệu đồng một hecta một năm, giải quyết việc làm thường xuyên cho 150 lao động. Xã Nga Tân đang tiếp tục khuyến khích các hộ dồn đổi diện tích đất ruộng, mở rộng quy mô sản xuất theo hướng hàng hóa. Phần đầu đến năm 2020, tổng giá trị sản xuất trang trại đạt 50 tỷ đồng một năm. Hiện nay, huyện Thạch Thành đã quy hoạch được 250 ha trồng cây mía tím, tập trung ở các xã Thành Trực, Thành Tân, Thành Công, cho giá trị bình quân 200 triệu đồng một ha một năm. Huyện Thạch Thành đã khuyến khích các hộ dân chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả, cải tạo đất vườn, san lấp đất vùng chân đồi núi thấp để trồng mía tím gắn với thị trường tiêu thụ, đồng thời hướng dẫn các biện pháp chăm sóc, bón phân và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả. Bên cạnh đó, huyện chú trọng phục tráng giống mía tím Kim Tân, triển khai chỉ dẫn địa lý, xây dựng thương hiệu cho cây mía tím. Do phù hợp với điều kiện đất đai, được chăm sóc tốt, nên cây mía tím ở Thạch Thành phát triển tốt, chất lượng ngon, được thương lái các tỉnh ngoài đặt mua toàn bộ tại ruộng. Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở tỉnh Cà Mau đã phát triển mô hình nuôi chồn hương, mang lại nguồn thu nhập khá lớn, giúp nông dân vươn lên làm giàu. Theo thống kê, tỉnh Cà Mau có hơn 100 hộ nuôi chồn hương với tổng đàn trên 3.000 con, tập trung chủ yếu ở huyện Ngọc Hiển và U Minh. Chồn hương là loài dễ nuôi, ít bệnh. Nguồn thức ăn chính của chồn là chuối cá nên không tốn nhiều chi phí. Hiện nay, chồn hương giống được các hộ nuôi bán với giá 3,5 triệu đồng một con, còn chồn thương phẩm được bán với giá 1,2 triệu đồng một kg. Để chăn nuôi chồn hương bền vững, ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau đang triển khai nhân rộng và hướng những hộ nuôi chồn hương riêng biệt tập trung vào hợp tác xã nuôi chồn hương để hỗ trợ về khoa học kỹ thuật và tìm thị trường đầu ra ổn định cho nông dân. Thưa quý vị, bà con và các bạn, với hơn 3.000 m2 đất vườn, gia đình ông Lê Văn Lâm, phố 8, phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa đã mạnh dạn cải tạo, đầu tư nuôi ong lấy mật và bán giống.
Sau hơn 10 năm vừa nuôi vừa nhân giống, hiện nay gia đình ông đã có gần 500 đàn ong cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Trong thời gian đi làm thuê ở Bắc Cạn, ông Lâm biết đến nghề nuôi ong lấy mật. Nhận thấy nghề này mang lại hiệu quả kinh tế cao, dễ làm nên ông đã tìm hiểu và học kỹ thuật nuôi ong. Ban đầu do ít vốn, ông mua 30 đàn ong giống về nuôi thử nghiệm. Thấy ong thích nghi tốt, ông học hỏi thêm kiến thức, mở rộng quy mô nuôi, vừa lấy mật vừa bán giống. Nếu như các mô hình chăn nuôi khác thì ong vẫn đứng đầu, nó sạch sẽ hơn mà thu nhập cũng cao hơn. Năm ban đầu thì lấy ngắn cắn dài, nhưng mà mấy năm về đây thì trong phát triển trong gia đình thì kinh tế nó phát triển hơn các mọi năm trước. Hơn 10 năm gắn bó với nghề nuôi ong, mỗi tổ ong, bọng ong, ông nhớ từng đặc điểm, thời gian thu hoạch mật. Mỗi năm ông Lâm nhân đàn ong 2 lần, cứ từ 7 đến 10 ngày thì thu cất mật ong 1 lần. Theo ông Lâm, nghề nuôi ong vốn đầu tư không lớn, ít công chăm sóc, nhưng lại đòi hỏi sự khéo léo, cẩn thận và cần mẫn. Để đàn ong khỏe mạnh, không dịch bệnh, ông Lâm thường xuyên bổ sung thêm các loại vitamin vào các thời điểm chuyển mùa. Đồng thời, trồng cây bóng mát, hoa xung quanh vườn để tạo bóng mát và bổ sung thêm thức ăn cho ong. Kỹ thuật của mình là phải chăm sóc nó là theo từng thời vụ. Thời vụ thứ nhất là hoa, cái thứ hai là cái thời điểm nó săn đàn nhiều nhất là do là nắng. Nắng là mình phải chăm sóc nó là đỡ như là săn đàn. Thứ ba là nó đắp ấu chúa. Trong ong thì cái khó gặp cái khó khăn nhất là nó hay bị thối ấu trùng với bệnh nấm đầu. Các phục đó thì hàng ngày phải theo dõi nó và để nếu mà nó bị ảnh hưởng một ít là mình phải cho uống thuốc. Ngoài cái việc mà chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng trên cái diện tích đất trồng lúa hiệu quả kinh tế thấp sang các cái mô hình trồng hoa rồi chuyển đổi khác, thì chúng tôi còn có cái mô hình nuôi ong. Điển hình là cái hộ gia đình ông Lê Văn Lâm ở phố 8, phường Đông Cương. Thì đây là một trong những cái mô hình mà có thể nói phát triển rất mạnh trong những năm vừa qua. Trước đây thì chỉ có khoảng hơn 100 đàn và cho đến nay thì có khoảng là hơn 500 đàn. Thì đây có thể khẳng định là một cái mô hình mà cần được nhân rộng trên cái địa bàn toàn phường cũng như là các địa bàn khác trên thành phố Thanh Hóa. Trung bình mỗi năm, gia đình ông Lâm thu hoạch khoảng 4 tấn mật ong, 400 đàn ong giống, tương đương hơn 800 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Lâm còn cung ứng con giống, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho các hộ dân các xã, phường lân cận cùng làm, mở ra hướng mới trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế vùng ven đô. Thưa quý vị, bà con và các bạn, để nâng cao hiệu quả chăn nuôi, nhiều hộ nuôi vịt đã đầu tư thêm máy ấp trứng để bán giống, mang lại giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, để ấp trứng vịt bằng máy thành công, bà con cần phải đảm bảo theo đúng quy trình kỹ thuật. Chọn trứng để ấp. Bà con nên chọn những quả trứng đồng đều về kích thước, màu trứng sáng, loại bỏ những quả trứng bị nứt vỏ, trứng dị dạng, trứng so con, trứng đẻ lứa đầu, trứng để lâu bên ngoài quá 7 ngày. Nếu trứng dính bẩn, bà con dùng khăn lau nhẹ, khử trùng trứng trước khi đưa vào máy ấp trứng. Cách ấp trứng, thời gian ấp trứng vịt là 27 đến 28 ngày, gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu, ấp từ ngày thứ nhất đến ngày 15, bà con đặt nhiệt độ ấp trứng là 37,8 độ để phôi trứng phát triển tốt nhất. Giai đoạn sau của chu kỳ, ấp từ ngày 16 đến ngày 25, bà con đặt nhiệt độ ấp là 37,5 độ, bởi giai đoạn này trứng đã phát triển thành con và trao đổi chất mạnh nên bắt đầu sinh nhiệt, nên cần nhiệt độ ấp thấp hơn. Độ ẩm trong máy ấp trứng bà con luôn duy trì ở mức 60 đến 65% trong suốt quá trình ấp. Giai đoạn từ ngày 26 đến khi trứng nở, bà con đặt nhiệt độ là 37,2 và ngừng chế độ đảo trứng. Khi vịt con nở ra trong máy khoảng 5 đến 6 tiếng, khô lông đi lại tốt, bà con bắt ra ngoài úm bằng lồng và chăm sóc. Trong quá trình ấp trứng, bà con chú ý theo dõi hoạt động của máy ấp trứng cũng như sự phát triển của trứng để có biện pháp khắc phục kịp thời. Bản tin Vàng Trong Đất của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bà con, quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn hoặc trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.